Kính thưa quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại công trường của giáo xứ Cam Châu. Chỉ còn ít phút nữa thôi thì cái tháp ngay sau lưng tôi cao 31m chính thức được hạ giải sau 27 năm hiện diện nơi đây. Và ngôi tháp này khi được xây dựng và hình thành thì là một trong những biểu tượng về kiến trúc của khu vực Thái Thụy, có chiều cao bậc nhất ở khu vực Thái Thụy. Quý vị có thể đi khắp nơi trên mảnh đất Thái Thụy này đều có thể ngắm nhìn cây tháp này từ phía xa.